Chào mừng các bạn đến với kênh của em Starcop. Hôm nay chúng ta sẽ review sàn OG DS224+. Và để có thể mô tả về DS224+, chúng ta có thể gói gọn cho một cụm từ đơn giản là nhanh hơn. Nhanh hơn trong 3 điểm sau: tất cả những ứng dụng chạy trên web của sàn OG sẽ nhanh hơn 62%. Đối với sàn OG Ride thì sẽ lập chỉ mục nhanh hơn 52%, và sàn OG Photo sẽ lập chỉ mục nhanh hơn đến 28%. Về điều gì giúp cho NAS Shin OG DS224+ có tốc độ xử lý nhanh nhất trong dòng NAS 2B? Đó là nhờ vào việc NAS Shin OG DS224+ mang cho mình bộ vi xử lý Intel Celeron J4125 và có tốc độ căn bản là 2.0GHz và có thể bớt tối đa lên tới 2.7GHz. Và ngoài ra thì DS224+ cũng trang bị là 2GB RAM căn bản chủng DDR4 và non-SCC và có thể nâng cấp tối đa lên tới 6GB. DS224+ vẫn giữ nguyên thiết kế cũ với mặt trước là 2 bay ổ cứng, dãy đèn LED để thông báo trạng thái của thiết bị và một cổng USB để có thể kết nối với các thiết bị ngoại vi. Đây là cổng USB với chuẩn là USB 3.2 Gen 1 và có tốc độ đọc lên tới 5 Gbps/giây. Và ngoài ra thì hai khe ổ cứng hỗ trợ những cái ổ cứng kích thước là 3.5 inch và 2.5 inch với chuẩn là SATA. Mặt sau của thiết bị sẽ là quạt tản nhiệt, hai cổng LAN với chuẩn là RJ45 1GB, cổng USB để kết nối với thiết bị ngoại vi. Và sau đây là các chế độ RAID mà DS224+ hỗ trợ. Các bạn có thể xem qua bảng trên màn hình để dễ hình dung hơn nhé. Chế độ đầu tiên đó là chế độ RAID 1, chế độ sao chép đồng thời, dữ liệu được sao chép đồng thời sang hai ổ cứng khác nhau, đảm bảo tính bảo mật của dữ liệu. Khi một ổ cứng hỏng, dữ liệu vẫn an toàn trên ổ còn lại. Tiếp theo là chế độ RAID 0, chế độ xáo trộn dữ liệu, tức là dữ liệu của bạn sẽ được chia thành các phân đoạn nhỏ và lưu trữ song song trên hai hoặc nhiều ổ cứng, tăng hiệu suất đọc ghi dữ liệu nhưng không có tính khả năng phục hồi dữ liệu. Chế độ tiếp theo là chế độ SHR, tức là Shin OG Hybrid RAID, chế độ RAID tùy chỉnh của Shin OG. Thì chế độ này thì thiết bị sẽ tự động tính toán kích thước phân vùng và dung lượng lưu trữ tối đa dựa trên số lượng ổ cứng và kích thước của chúng, và qua đó hỗ trợ sự thay thế linh hoạt và khả năng phục hồi dữ liệu. Và chế độ GPOD, chế độ này sẽ kết nối các ổ cứng với nhau mà không sử dụng RAID. Các ổ cứng hoạt động độc lập và không có khả năng phục hồi dữ liệu tự động khi một ổ cứng bị hỏng. Đối với chế độ này thì cho phép sử dụng toàn bộ dung lượng của từng ổ cứng riêng biệt. Và sau đây là những lợi ích mà NAS Shin OG DS224+ có thể mang lại cho bạn. Đầu tiên là bạn có thể biến thiết bị NAS của mình thành một đám mây lưu trữ cá nhân. Với ứng dụng Shin OG Drive được cài trên NAS, các bạn có thể thông qua ứng dụng Shin OG Drive, các bạn có thể tổ chức, sắp xếp và truy cập dữ liệu của bạn ở bất kỳ nơi đâu, bất kỳ thiết bị nào, miễn là có kết nối mạng. Ngoài ra cũng tạo cho bạn một môi trường làm việc xuyên suốt mà không bị ngắt quãng. Ví dụ một dữ liệu của bạn được lưu trên thiết bị NAS, đúng không? Các bạn có thể sử dụng điện thoại nè, máy tính bảng nè, hoặc là PC hay laptop, hay thậm chí là những cái thiết bị nào đó, miễn là có trình duyệt và có kết nối internet, có thể truy cập và làm việc với dữ liệu trên thiết bị NAS của bạn thông qua ứng dụng Shin OG Drive. Và đối với những bạn mà làm việc nhiều với hình ảnh thì các bạn có thể cài đặt Shin OG Photo trên thiết bị NAS, và thông qua ứng dụng Shin OG Photo này, các bạn có thể tự động đồng bộ và sao lưu những hình ảnh của mình lên thiết bị NAS một cách tức thì, hoặc là thông qua lịch biểu mà bạn định sẵn tùy theo mà bạn lựa chọn. Và ngoài ra thì đối với ứng dụng Shin OG Photo cũng có thể hỗ trợ các bạn sắp xếp những hình ảnh này một cách tự động. Các bạn có thể sắp xếp thông qua tháng nè, theo ngày nè, theo năm nè, hoặc theo nhận diện khuôn mặt, hoặc có thể theo địa điểm, hoặc theo những hashtag, tùy theo mà bạn định nghĩa, rất là nhanh chóng. Và thông qua những sự sắp xếp trên, sau này bạn có thể truy cập và xem lại những hình ảnh này cực kỳ dễ dàng. NAS Shin OG 224+ còn hỗ trợ mô hình backup 321, và mỗi mô hình này có thể giúp dữ liệu của bạn an toàn lên đến 99%. Và cụ thể hơn, bạn có thể xem sơ đồ trên màn hình những thứ chúng ta có thể backup ngoài laptop hay là PC hay là điện thoại của bạn, có thể kể đến như là file server, những chiếc máy ảo, Google Workspace và Microsoft 365. Và tất cả những dữ liệu đó sẽ được backup lên NAS Shin OG DS224+, và chúng ta sẽ backup từ thiết bị NAS này sang thiết bị NAS khác nữa, và từ thiết bị NAS đó chúng ta sẽ backup thêm một bản nữa lên cloud. Và đó là mô hình backup 321 để giúp dữ liệu của bạn an toàn lên đến 99%. Ngoài ra bạn có thể ứng dụng NAS để làm surveillance, thay thế đầu ghi hình truyền thống để lưu trữ hình ảnh từ camera, và số lượng camera hỗ trợ lên tới 8.300 model, miễn là camera chuẩn OVIP thì có thể kết nối về hệ thống NAS của bạn được. Ngoài ra, nếu bạn vừa có NAS Shin OG và bạn vừa có C2 Surveillance thì NAS Shin OG DS224+ cũng hỗ trợ chế độ Dual Recording, tức là với một bản ghi thì sẽ đồng thời được sao lưu thiết bị NAS của bạn.
và sẽ được sao lưu trên C2 Surveillance. Và đó là review sơ qua thiết bị lưu trữ dữ liệu DS224+. Và bạn có thể đến ngay showroom của Emstarcorp để trải nghiệm trực tiếp những giải pháp của SynOG. Ngoài ra thì Emstarcorp cũng cung cấp tất cả các dịch vụ về NAS SynOG. Chi tiết về dịch vụ các bạn hãy xem trên màn hình. Cảm ơn các bạn đã xem video và hẹn gặp lại các bạn.